Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình, và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một kèo Europe, chúng ta sẽ nhận được đồng QuidMe. Hiện tại thì đồng token này nó đã được list lên sàn MCX. Thì một tháng trước mình đã có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn nhận 150 cái đồng token PME này. Đấy, thì cái kèo này thì nó đã trả về rồi nha anh em, nó đã trả về cách đây vài tuần rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình mới kiểm tra ví, hôm nay mình thấy cái kèo này thì mình kiểm tra ví thì mình phát hiện là nó đã về. Đấy, thì đây là cái ví của mình, nó đã về là 300 cái đồng PME này. Thì trong cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển cái đồng PME này lên cái sàn MCX để chúng ta có thể bán. Đấy, hôm nay thì quay trở lại chúng ta sẽ đến với round 2 của cái kèo này. Đấy, thì các bạn nếu các bạn còn chưa biết đăng ký cái ví Kahi ấy, vì con này nó sẽ có một cái ví riêng. Đấy, nên là chúng ta đầu tiên là các bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một cái ví riêng. Chúng ta cần phải tạo một cái ví trước khi mà các bạn tham gia vào kèo Europe. Thì cái link tải ví thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì cái ví này có tên là KAHF. Đấy, thì các bạn sẽ kích vào đường link mình để dưới phần mô tả để chúng ta tạo một cái ví. Thì cách tạo ví thì nó cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là các bạn sẽ cần kích vào link cho mình. Sau đó các bạn sẽ tiến hành tải cho mình cái ví này về. Có cái phần download ở đây thì các bạn sẽ chọn hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng để chúng ta tải về. Sau khi các bạn tải về xong thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta mở lên. Đấy, sau khi chúng ta tải về và giải nén xong thì các bạn sẽ mở cái file này lên cho mình và chúng ta cài đặt cái app vào ví. Thì mình sẽ để cái link video cũ, nếu bạn nào còn có thắc mắc hoặc các bạn muốn xem lại cái video gốc thì các bạn có thể nhấn lại vào cái video này. Rồi, thì sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ cài đặt vào máy cho chúng ta. Sau khi mở lên thì nó sẽ hiện lên cái giao diện như thế này. Thì đầu tiên thì bây giờ các bạn sẽ nhấn cho mình cái dòng đầu tiên. Đó, tức là cái sorry là cái dòng này nhá. Để chúng ta chọn sang English. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn cho mình cái dòng đầu tiên, đó là Create Wallet, tức là chúng ta sẽ tạo một cái ví mới. Các bạn sẽ tiến hành đặt cho mình một cái mật khẩu, sau đó các bạn xác nhận mật khẩu một lần nữa. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ tích vào cái phần là tôi đồng ý với các điều khoản điều kiện ở đây. Đấy, mật khẩu của các bạn thì gồm từ 6 cho tới 20 ký tự. Còn ở cái phần password PON này thì là một cái option, nói chung chúng ta không cần điền ở bất kỳ gì ở chỗ này cả. Đấy, các bạn chỉ cần tích vào cái dấu này, sau đó chúng ta nhấn vào Join the Purchase. Sau khi bạn nhấn vào xong thì nó sẽ tiến hành tạo cho chúng ta một cái ví. Đấy, và sẽ có là 12 cái cụm từ bảo mật, thì các bạn sẽ cần phải chụp ảnh và lưu lại 12 cái cụm từ bảo mật này vào cho mình. Sau khi bạn đã lưu hoàn thành 12 cái cụm từ bảo mật thì chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là nó sẽ tự động đăng nhập vào cái ví cho chúng ta. Các bạn sẽ tiến hành nhập lại 12 cái chúng ta sẽ tiến hành tích lại 12 cái cụm từ bảo mật này để các bạn có thể đăng nhập được vào ví. Rồi, sau đó khi chúng ta hoàn thành thì các bạn sẽ nhấn vào nút là Next Step. Đấy, để chúng ta qua bước tiếp theo là các bạn sẽ nhập ở đây. Đấy, thì đây chính là cái giao diện ví. Thì bây giờ lát nữa ở cuối video, sau khi các bạn đã có một cái ví như thế này rồi, thì lát nữa các bạn sẽ cần lấy địa chỉ ví này để chúng ta điền vào ở trong cái kèo này. Ok, và đến với kèo Europe ngày hôm nay thì để tham gia các bạn sẽ cần kích vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển đến các bạn cái trang chatbot trên Telegram. Chúng ta sẽ nhấn vào nút Start để bắt đầu chat với bot. Trong kèo này thì sẽ có 8.000 người giành chiến thắng và mỗi người sẽ nhận được cái đồng token PME này. Và Europe sẽ kết thúc vào ngày mùng 10 tháng 9 và phân phối vào ví cho chúng ta từ ngày 14 tháng 9 cho tới ngày 16 tháng 9 năm 2021. Thì đây là cái website chính thức của dự án, thì anh em có thể kích vào để chúng ta xem. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành, chúng ta đầu tiên các bạn sẽ cần phải follow, chúng ta sẽ nhấn tiếp vào phần continue. Đấy, sau đó các bạn sẽ tiến hành làm cho mình các nhiệm vụ như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ join vào kênh Telegram group. Đấy, thì ở đây mình đã join vào từ cái kèo lần trước rồi. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ join kênh Twitter, retweet pinpost, retweet bài đăng và tag thẻ ba người bạn, thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta mở trang Twitter lên. Đấy, sau khi mở trang Twitter lên thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta follow cái trang của QuidMe. Thì hôm trước có lẽ mình cũng đã làm kèo trước, hoặc những cái bạn đã làm kèo trước thì chúng ta đã theo dõi rồi. Đấy, rồi sau đó các bạn sẽ lướt xuống ở phần phía dưới. Chúng ta sẽ retweet cái bài đăng này cho mình nhé. Thả tim và chúng ta nhấn vào phần quote tweet. Ở phần này thì các bạn sẽ cần tag thẻ ba bạn bè của chúng ta vào. Thì mình sẽ sử dụng ba bạn bè mà mình thường xuyên tag thẻ trên Twitter. Sau khi sao chép xong ba bạn bè thì mình sẽ quay lại cái bài này và mình dán vào. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần tweet ở phía dưới. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ hai.
Tiếp đến với nhiệm vụ thứ ba, các bạn sẽ cần phải follow CEO của dự án và retweet bài pin, tức là bài ghim ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần tweet này thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái trang Twitter của cái ông CEO của cái dự án này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành follow. Đấy, thì ông này thì mình cũng đã follow từ cái kèo Europe lần trước rồi. Sau đó các bạn sẽ retweet một cái bài nào đó. Ở đây thì nó nói là retweet bài ghim, nhưng mà mình không thấy ghim thì mình sẽ retweet đại một bài nào đó trên cái trang của ông này nhá. Mình sẽ retweet cái bài đầu tiên. Đấy, nhấn vào phần retweet. Ok, tiếp theo, nhiệm vụ cuối cùng là các bạn sẽ follow ở cái ông này trên Twitter. Một cái ông khác à? Chắc là của, cũng là cái đội ngũ ở trong dự án. Đấy, thì các bạn sẽ tiến hành follow ông này. Rồi, thì ông này thì nó không cần retweet nhá. Ông này thì không cần phải retweet. Ok. Rồi, sau khi các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhấn vào nút là Submit Detail. Sau đó các bạn sẽ tiến hành điền ở đây, nó hỏi là các bạn đã join vào kênh Telegroup chưa. Thì lúc nãy chúng ta đã join ở phía trên rồi, nên các bạn sẽ nhấn vào phần join. Và tiếp theo là nó sẽ bảo chúng ta là điền cái link username Twitter của chúng ta, cái link Twitter cá nhân của chúng ta. Thì các bạn sẽ vào lại trang Twitter, các bạn vào cho mình phần profile. Phần này thì các bạn sẽ cần copy cái đường link Twitter cá nhân của chúng ta. Sau đó các bạn sẽ dán vào phần này và nhấn vào Enter. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần, nó hỏi là các bạn đã follow cái ông CEO và retweet pinpost chưa? Các bạn nhấn vào phần Done. Follow này chưa? Nhấn vào Done luôn. Cuối cùng là các bạn sẽ Submit, tức là chúng ta sẽ xác nhận cái địa chỉ ví PMI của các bạn ở trên cái app này. Đấy, nếu bạn mà chưa tạo cái ví ở bước đầu thì ở đây các bạn sẽ không thể khai báo được nhé. Con này thì nó sẽ trả về cái ví riêng của nó. Thì đây chính là cái ví của nó, thì các bạn chỉ cần copy cái đường link này thôi. Các bạn chỉ cần kích vào đây thì nó sẽ tự động copy này, copy success này. Đấy, confirm. Rồi, và chúng ta sẽ dán cái địa chỉ ví này vào, nhấn vào Enter. Rồi, và như vậy thì nó sẽ cho các bạn một cái đường link rep. Bây giờ thì các bạn có thể chia sẻ cái đường link này cho bạn bè của chúng ta tham gia. Đấy, và trong video tiếp theo thì mình sẽ để một cái video hướng dẫn cho các bạn bán cái đồng token này khi mà nó trả về cho chúng ta. Nếu mà các bạn giành chiến thắng nó trả về. Đấy, thì để bán được con này thì các bạn sẽ cần phải tạo cho mình một cái tài khoản, đó là sàn MEXC. Đấy, thì hiện tại cái đồng này nó đã được list lên cái sàn MEXC rồi nhá. Rồi, thì trong video tiếp theo thì mình sẽ đăng cách cái video này tầm khoảng vài tiếng, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bán cái đồng PB này ở trên cái sàn MACX. Và video của mình kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.